Sơn Tùng mở bát đầu năm khi bị dính phốt liên quan đến G-Dragon, chuyện gì đây? Đúng vào ngày đầu năm 2022, Sơn Tùng đã có màn trình diễn trong đêm Countdown cực cháy với hàng loạt hit đình đám. Lần này, nam ca sĩ tiếp tục khiến không ít người phải trầm trồ bởi visual xuất chúng của mình. Có thể thấy dù diện trang phục độc lạ và kén dáng nhưng giọng ca lạc trôi vẫn chẳng hề kém sắc chút nào, thậm chí trông còn cá tính và cool ngầu hơn hẳn bình thường. Ấy thế nhưng, chỉ vài tiếng sau, netizen liền phát hiện điểm kỳ lạ trong trang phục của chủ tịch MTP. Theo đó, cách phối áo da, vòng cổ cùng chiếc mũ đen của Sơn Tùng trông giống hệt như outfit của G-Dragon trước đó. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, có người cho rằng nam ca sĩ đã đi vào lối mòn đạo nhái của ngày xưa. Và ý kiến lại bên vực cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì có lẽ mối nhân duyên giữa Sơn Tùng và G-Dragon xem ra vẫn chưa đến lúc kết thúc. Trước đó, showbiz Việt không ngừng xôn xao bàn tán những thông tin liên quan đến Sơn Tùng và Hải Tú. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí gà cưng MTP, còn được cho là đã sinh con đầu lòng qua loạt dấu hiệu của mẹ bỉm. Cách đây không lâu, mạng xã hội còn lan truyền bức hình chụp lén một cặp đôi khoác tay nhau nghi là Sơn Tùng và Hải Tú. Gần đây, một nhân vật tạm gọi là G tự nhận mình là vệ sĩ của Sơn Tùng, gây xôn xao với đoạn clip tiết lộ sạch bí mật công ty MTP, qua đó làm rõ tin đồn Hải Tú sinh con. Để chứng minh lời mình nói cũng như tăng tính xác thực cho câu chuyện, G còn tung ảnh chụp chung với nhiều ngôi sao đình đám như Đan Vâu, Binzy, Hiếu Thứ Hai. Anh cũng giải thích việc không chụp chung với Sơn Tùng vì lý do riêng tư, nếu có thì sẽ bị đuổi. Đầu tiên về tin đồn Hải Tú có con, G chắc nịch phủ nhận 100% Tú không có con nhé. Mình gặp Tú vào khoảng đầu tháng 5, tháng 6 năm 2021, đến tháng 10 mình gặp lại bạn ấy trong một dự án quay phim. Nhìn Tú không thay đổi, không thấy mập hay bụng bự gì cả. Chỉ trong 4 tháng thì sao Hải Tú mang thai rồi đẻ được, người bình thường cũng phải 9 tháng 10 ngày mà đúng không? Người tự nhận là vệ sĩ Sơn Tùng nói rõ. Đặc biệt, G còn gây sốc khi tiết lộ sạch bí mật về chiến lược marketing của công ty MTP. Theo đó, anh cho biết việc Hải Tú chụp hình mang đồ đôi với Sơn Tùng, đăng ảnh nắm tay đều do công ty sắp đặt, tất cả nhằm mục đích gây xôn xao dư luận. PR cho gà cưng từ cô gái vô danh trở thành nữ diễn viên độc quyền, cứ nhắc tên là ai cũng biết. Việc Hải Tú bị chửi như vậy đều theo tính toán của công ty rồi, và mình nghĩ trong 1-2 năm nữa họ sẽ công khai sự thật về Hải Tú. Đùng một cái, netizen sẽ yêu thương Hải Tú như ban đầu, G nhấn mạnh. Trả lời về vấn đề Sơn Tùng giữ im lặng giữa lúc drama được đẩy lên đỉnh điểm, người này nói, người ta im lặng là có tính toán hết rồi, tiền về mà, họ muốn chuyện này được đẩy đi thật xa, Sơn Tùng và Hải Tú không cần làm gì hết. Tóm lại, cả hai không có mối quan hệ gì cả, Hải Tú chỉ đơn giản là gà cưng công ty và là nhân tố nổi trội hơn cây trần. Sau đó, anh còn tiết lộ thêm một sự việc gây sốc liên quan đến Thiều Bảo Trâm. Theo lời kể, G cho biết vào khoảng 1-2 năm trước khi còn yêu, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã cãi nhau gai gắt trong một phòng chờ tại phim trường. Chưa rõ cả hai lớn tiếng về chuyện gì, nhưng sau một hồi lâu, nữ ca sĩ đã bỏ về. Họ nói chuyện trong phòng chờ khá lớn tiếng nên chúng tôi nghe được, tuy nhiên không dám hó hé gì, G bày tỏ. Tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là thông tin một chiều, không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào để kiểm chứng. Được biết, G hiện đang làm vệ sĩ bán thời gian cho công ty YK. Theo tìm hiểu của phóng viên, phía Sơn Tùng thuê vệ sĩ độc quyền từ võ đường NH. Tuy nhiên, trong một vài sự kiện của giọng ca lạc trôi, vệ sĩ của công ty nơi G đang làm sẽ đảm nhận công việc này.